Công Lê xin chào cả nhà nha. Bữa nay chủ nhật không có chạy xe nên quay lại cái khu vườn của ở nhà Công Lê cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà cùng đi xem cái khu vườn bông của nhà Công Lê như thế nào nha. Thank you.
cả nhà thấy khu vườn của Phong Lê có đẹp không ạ? Nếu thấy đẹp thì nhấn cho Phong Lê một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Phong Lê nha. Phong Lê sẽ vào video hay hơn cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà.